Hàng năm, trên thế giới luôn diễn ra vô số lễ hội khác nhau. Tuy nhiên, những lễ hội mà mình sắp kể ra đây chắc hẳn sẽ có rất nhiều người lần đầu tiên nghe thấy vì sự thú vị cũng như sự độc đáo của nó. Đây cũng đều là những lễ hội lớn và có văn hóa lâu đời, diễn ra thường niên tại các nước trên thế giới, được rất nhiều người dân bản địa cũng như khách du lịch yêu thích. Đó là những lễ hội nào và độc đáo ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nha! Bạn đã từng nghe đến lễ hội tuột quần khoe mông tại Mỹ chưa? Đây là một lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm tại bang California. Lễ hội này bắt đầu từ năm 1979, khi một người đàn ông giàu có đến uống bia tại quán bar nằm đối diện đường ray xe lửa. Ông đã đề nghị tặng bất kỳ ai một cốc bia nếu họ chạy ra ngoài quán và khoe mông với đoàn tàu đang chạy qua. Những người có mặt tại thời điểm đó đã hào hứng chấp nhận lời thách đố, và ngày hội khoe mông được bắt đầu. Càng về sau thì lễ hội này càng thu hút nhiều người tham gia hơn và với mọi đối tượng hơn, trong đó có cả những cô gái xinh đẹp. Lễ hội khoe mông được diễn ra vào thứ Bảy của tuần thứ hai trong tháng 7. Vào ngày này, người dân địa phương và du khách sẽ đứng bên hàng rào cạnh nơi có đường ray xe lửa và đồng loạt tuột quần khoe bờ mông quyến rũ của mình khi có đoàn tàu chạy qua. Chắc hẳn là ngày này vé tàu sẽ bán rất chạy, nhiều người sẽ đi tàu chỉ với một việc là ngắm những bờ mông quyến rũ đó. Tuy nhiên, về sau thì lễ hội càng trở nên phức tạp. Điển hình là vào năm 2008, quy tụ hơn 10.000 người và xảy ra nhiều vấn đề lộn xộn, thiếu văn hóa như là say xỉn, tiểu tiện, đà tiện tại chỗ hoặc là quan hệ tình dục nơi công cộng, buộc cảnh sát phải can thiệp vào. Các năm sau đó, lễ hội vẫn tiếp tục diễn ra nhưng với các điều lệ thắt chặt hơn. Lễ hội cú nhảy của quỷ diễn ra tại Tây Ban Nha. Những người tham gia đều là tín đồ Công giáo. Đây là một lễ hội độc đáo diễn ra vào ngày 22 tháng 6 tại miền Bắc của Tây Ban Nha. Tại lễ hội sẽ có một người đàn ông đóng vai trò là quỷ, còn gọi là El Colacho. Những người có con nhỏ có thể đem chúng đến đây và đặt chúng trên những tấm nệm nhỏ. Sau đó, người đàn ông sẽ bắt đầu nhảy qua chúng. Lễ hội được tổ chức tại quảng trường trong làng và trước đó, người đàn ông đóng vai trò là ác quỷ sẽ đuổi theo và đánh người dân trong làng. Đây là một nghi thức tôn giáo thời Trung Cổ, biểu tượng cho cuộc chiến giữa thiện và ác nhằm xua đuổi những linh hồn xấu xa khỏi các em bé. Lễ hội El Coletro là lễ hội truyền thống lâu đời tại Tây Ban Nha, bắt đầu từ năm 1620 và được tổ chức thường niên sau lễ hội trừ tà Corpus Christi. Tuy nhiên, theo nhận định thì nhiều người cho rằng đây là một việc khá nguy hiểm, vì lỡ đâu người đàn ông này mắc một sai lầm nào đó thì sao? Nếu như Thái Lan có lễ hội té nước, thì Ý có lễ hội ném cam. Thường thì người ta hay gọi lễ hội này là trận chiến của những trái cam. Trận chiến cam được tổ chức hàng năm vào tháng 2 tại thành phố Ivrea. Đây được xem là lễ hội ném thức ăn lớn nhất tại Ý. Những người tham gia sẽ khoác lên mình bộ trang phục thời Trung Cổ và phân chia thành 9 đội khác nhau để tham gia vào các cuộc ném cam vô cùng náo nhiệt và độc đáo. Lễ hội này sẽ diễn ra trong suốt 3 ngày liên tiếp. Nơi diễn ra lễ hội là thị trấn Ivrea, nhỏ bé và xinh đẹp. Theo một số thông tin, lễ hội ném cam được bắt đầu từ năm 1808 và nó được xem là một trong lễ hội lâu đời nhất thế giới. Nguồn gốc của lễ hội này thực sự không rõ ràng. Tuy nhiên, hầu hết người dân nơi đây đều biết đến câu chuyện xảy ra từ thế kỷ 19 về một bá tước hung bạo. Hắn ta đã cố gắng chiếm đoạt cô con gái của một ông chủ cối xay tên là Violetta ngay trong đêm cưới của cô. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị chính cô chuốc rượu say và cho đăng xuất. Sau sự ra đi của hắn, người dân thị trấn Ivrea đã nổi dậy, xông vào cung điện của hắn. Và ngày nay, lễ hội ném cam thường niên với tên gọi là trận chiến của những trái cam được coi là tái hiện cuộc nổi dậy này. Trong lễ hội, một cô gái trẻ sẽ được lựa chọn để tái hiện lại nhân vật Violetta và các đội khác sẽ được phân chia thành đội hoàng gia và thường dân. Và xin thưa với mọi người rằng, khác với lễ hội ném cà chua thì cam sẽ là một loại đạn có thể gây sát thương. Vì vậy, nếu không muốn mang trên người những vết bầm sau lễ hội này thì hãy chuẩn bị những đồ bảo hộ thật sự nghiêm túc. Một chiếc mũ màu đỏ cũng là vật không thể thiếu nếu bạn không muốn trở thành mục tiêu cho những người khác ném vào. Mặc dù là một lễ hội náo nhiệt và vô cùng độc đáo, nhưng nó cũng đã tiêu tốn đến hàng trăm nghìn kg cam mỗi năm. Không những thế, lễ hội ném cam này còn bị chỉ trích bởi con số những người bị thương và lượng bã thải ra của những quả cam trên khắp đường phố. Chắc hẳn những người khổ nhất lại chính là những cô lao công. Còn gì nữa đâu mà khóc. Lễ hội bắt cá mùa đông. Đây là lễ hội văn hóa thường niên diễn ra tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, đông đảo các ngư dân đã có mặt tại hồ Liên Hoàn của tỉnh Hắc Long Giang. tham gia lễ hội bắt cá mùa đông. Người dân nơi đây tin rằng may mắn sẽ tỷ lệ thuận với số lượng cá mà họ bắt được. Bắt được càng nhiều thì may mắn sẽ càng nảy nở. Hàng chục nghìn con cá sẽ được đánh bắt trong mẻ cá đầu tiên của mùa đông này. Con nặng nhất có thể nặng từ 20 đến 25 kg, trong khi con bé nhất cũng đã đạt tới 2,5 kg. Lễ hội đánh bắt cá mùa đông này đã có từ thời cổ đại. Lễ hội này sẽ diễn ra trong vòng một tuần và cho phép khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới về Trung Quốc để thưởng thức nét văn hóa đánh bắt cá mùa đông độc nhất vô nhị của người dân Hắc Long Giang. Ngoài ra, lễ hội này còn được tổ chức tại hồ Cha Can của tỉnh Cách Lâm, miền đông bắc của Trung Quốc. Lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới được diễn ra hàng năm tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang. Đây được xem là lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới với hơn 100 tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ băng tuyết. Thông thường, lễ hội sẽ tổ chức vào từ tháng 1 cho đến tháng 2. Để chuẩn bị cho lễ hội độc đáo này, các nghệ nhân, công nhân ở Trung Quốc đã sử dụng các khối băng được lấy từ sông Tùng Hoa và họ sẽ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật lấy ý tưởng từ các công trình kiến trúc, nghệ thuật của đất nước Trung Quốc. Ngoài ra, lễ hội còn trưng bày một số người tuyết tương ứng với số năm. Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1963 và bị gián đoạn vài năm khi cuộc cách mạng văn hóa diễn ra. Tuy nhiên, nó đã được khôi phục vào năm 1985. Các hoạt động đi kèm trong lễ hội này bao gồm trượt tuyết, bơi lội trên sông Tùng Hoa và triển lãm đèn lồng băng tại vườn Triệu Lâm. Lễ hội này được đánh giá là rất quan trọng, thúc đẩy ngành du lịch của nước này và đem lại doanh thu hàng trăm tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Lễ hội cười Warai Matsuri. Lễ hội này được tổ chức tại Nhật Bản. Có thể nói đây chính là lễ hội dành cho những người thích cười mà không cần dùng bóng. Ông bà xưa có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Dẫu biết cười nhiều là tốt, nhưng quan trọng bạn phải biết cười đúng lúc và cười đúng chỗ. Nếu không, nguy cơ cao là bạn sẽ phải chia tay với chiếc răng thân yêu của mình đấy. Warai Matsuri còn gọi là lễ hội cười. Một lễ hội đặc trưng của thị trấn Hidakagawa được tổ chức hàng năm vào Chủ nhật trước ngày thể thao. Diễn ra vào thứ hai của tuần thứ hai tháng 10. Trải qua hàng thế kỷ hình thành và phát triển, giờ đây Warai Matsuri đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc nhất ở tỉnh Wakayama. Vào ngày diễn ra lễ hội, người chỉ huy của lễ hội sẽ hóa trang thành một chú hề. Trên mặt có vẽ chữ Warai, có nghĩa là cười, và hướng dẫn những người tham gia đến đền Neo. Tiếp sau đó, một yêu tinh mũi dài, Tengu, và một con quỷ Oni sẽ nhảy múa nối tiếp đoàn người, và tất cả sẽ cùng hô vang Warai, Warai, hãy cười lên, hãy cười lên. Tất cả mọi người sẽ cười thật là to cho một tinh thần thoải mái nhất và nụ cười của họ rất tự nhiên. Nguồn gốc của Warai Matsuri được cho là dựa trên truyền thuyết về sai lầm khó đỡ của nữ thần Hime no Mikoto. Câu chuyện đó như thế này. Ngày xưa, có một cuộc họp quan trọng tổ chức hàng năm vào tháng 10 âm lịch tại Izumo no Kuni, vùng đất của các vị thần. Vào một năm nọ, cái năm đánh dấu sự trưởng thành của nữ thần xinh đẹp, đồng thời cũng là thời điểm mà nữ thần này chính thức có được tư cách tham gia vào các cuộc họp thiêng liêng. Ấy thế mà một việc không may đã xảy ra. Có vẻ vì quá lo lắng cho lần đầu tiên tham gia mà đêm hôm đó nữ thần đã không ngủ được. Chính vì vậy mà sáng hôm sau, ngay diễn ra sự kiện, nữ thần đã ngủ quên và đến trễ. Xấu hổ vì điều đó, nữ thần đã tự nhốt bản thân trong ngôi đền của mình, cũng chính là đền Neo. Lo lắng cho nữ thần của mình, những người dân làng đã đến bên ngoài ngôi đền và động viên nữ thần. Họ cùng hét vang lên Warai, Warai, sau đó cùng cười thật to. Tiếng cười của họ được cho là đã chạm đến trái tim và giúp nữ thần khôi phục lại sự vui vẻ vốn có, từ đó thực hiện tốt vai trò của mình. Qua sự việc đó, nhận thấy được tầm quan trọng của tiếng cười trong cuộc sống hàng ngày, những người dân làng cũng đã bắt đầu tổ chức lễ hội Warai Matsuri. Như vậy thì mọi người đã cùng mình tìm hiểu một số lễ hội độc đáo diễn ra trên thế giới và chúng cũng đã có một văn hóa rất lâu đời. Tuy nhiên thì đó vẫn chưa phải là những lễ hội độc đáo nhất. Mình mong rằng video này sẽ hữu ích đến với mọi người. Và nếu thích video này, hãy like và comment một vấn đề nào đó, một thông tin nào đó mà bạn muốn biết. Mình sẽ cố gắng tổng hợp để lên tiếp video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.